Mến chào cả nhà. Hôm nay mình tiếp tục hành trình đi bắt ong hả cả nhà. Đây, mình đã thổi lông não vô rồi. Ong đang bay ra rồi. Đây, ong đã bắt đầu bay ra. Ong đang bay ra hả cả nhà. Và ông bắt đầu bay ra thì mình đã treo nón lên rồi. Mà thôi, bây giờ mình chờ đợi thôi. Đây này, bác ở trên cặp bên cái đồng lúa. Hôm nay thì mình chắc có lẽ là mình bắt hai tổ thôi. Cũng một tổ cũng cái đầu đằng kia, xích đằng kia tí xíu à. Cái cột điện xa xa đằng kia, cây thứ hai á. Cũng chung trên một cái mảnh ruộng này luôn. Ở đây thì nó có nguyên một cái chỗ người ta trồng đậu đũa. Không biết hoa đậu đũa có mật không biết không, nhưng mà đây có không? Thôi mình cũng bắt luôn. Đang bay gà. Có một hai con vua nón này. Mình vô mát mình ngồi chờ ha. Là đây chỗ hồi nãy mình thổi lông não lần trước. Nhưng nó cũng đang đã bay ra nhiều. Chỗ này thì đi chỗ lúa người ta chưa cắt. Này, ông bắt đầu vô nón nhiều rồi nè cả nhà. Ông vô nón rồi đó. Ong này rất là đẹp đó cả nhà. Tổ này chắc chúa chắc cũng dễ, cũng nhanh ra nè. Tổ này chắc cũng dễ hơn, dễ tìm được chúa. Thôi mình cứ để đây đi, mình đi vô mát mình chờ đi. Ôi này nắng quá. Nãy giờ cũng được một lúc rồi nè, ông nó đang gà nè. Tổ này có ong đực hết cả nhà. Này nó cũng vô nón được nhúm. Tổ này có ong đực rồi, chắc không nhỏ này chứ nó không có bự đâu. Tổ này ít, ít quân. Tụ cục quá đây. Mình đi lại cái nó đằng kia. Mình tiếp tục đi vô cái ổ đằng này cái. Cũng khá nhiều á cả nhà ơi. Nhà thấy không? Nhóc luôn rồi đó. Nhà quân cũng đông dữ. Để cho nó ra đi. Tí mình đem vô mát rồi mình kiếm ông chúa sao cũng được.
tổ này nhiều hơn tổ đằng kia một tí. À, tổ đằng kia cái ở cuối ngay trong cái dãy ngang đó cả nhà. Cái dãy mà người ta trồng đậu đũa. Nhìn quân nó ổn như thế này, chắc có lẽ là ông chúa cũng đã ra vô nón rồi đó cả nhà. Theo mình suy luận là như vậy. Khi mà chúa ra rồi, chúa nó vô nón rồi thì quân nó ổn định rồi, nó không có bay lung tung nhiều nữa. Chỉ còn một số con nó còn ở ngoài, nó bay vòng vòng ngoài đây. Chắc mình tạm dừng video ha, mình tìm con chúa này luôn. Rồi tối nay mình đã bắt được chúa ha cả nhà, mình đã bắt được chúa ra rồi, mình nhốt vô lồng rồi. À, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ thổi một ít khói vào trong trong cột luôn để mình gom hết quân rồi mình thu quân ha cả nhà. Lúc nãy cứ mình cứ treo đó thôi, rồi một mình để cho nó ổn định đó, thì một lúc là chúa nó sẽ đi trên mặt quân để nó kiểm quân, là lúc đó mình sẽ dễ dàng bắt được chúa hơn, mình không cần phải nghiêng nón gì hết á. Thì mình cứ để đây, mình để yên một lúc gì đó là chúa nó sẽ lên trên mặt quân, là mình sẽ dễ dàng tìm kiếm hơn. À, rồi để em dừng video là tiếp tục em thổi khói vô và em gom quân luôn hết cả nhà. Và mình tiếp tục mình bắt thêm một ổ nữa hết cả nhà, tại cái ổ hồi nãy nó nhỏ quá mà ông đực rồi, chắc cái ổ nãy là lúc lúc trước người ta có bắt rồi hay gì á, người ta đã bắt được, người ta bắt ông chúa đi rồi, chỉ còn một số quân ít ít à. À, vì vậy em bắt thêm một ổ nữa và để em da vướng. À, em bắt thêm một ổ nữa để em gộp chung vô cho nó đông đông quân tí, ít quân quá thì không có nuôi được làm gì hết. Ở này cái cột nhỏ nhưng mà cũng có đông quân nè. Em treo chung cái nón mà chưa thấy nó đu lên nữa. Trong cái nón cũng có con chúa rồi, nhưng mà nó đang bay vòng vòng không mà. Chưa thấy nó bu lên nón. Thế mấy anh em làm mà treo cùng chung một nón, bắt cùng hai ổ rồi liền gộp chung tại cột luôn. Để em làm thử coi được không? Để chờ chờ cho nó bu vô coi làm sao hết cả nhà. Bay cũng khá khá nè. À, bên đây thì có nguyên một cái đám bắp luôn, nguyên cái ruộng bắp cũng lớn lớn, người ta trồng rất là nhiều bắp. Thì mình tiếp tục chờ lại hết cả nhà, chờ thêm một tí nữa coi sao. Còn nếu mà nó không bu vô nó thì mình sẽ làm cách khác. Nên người ta đang chụp, người ta đang xả lúa. Và để cái miếng lưới, cái miếng bọc bọc lại thì nó cách nhau một cái miếng miếng vải mùng bọc á, ong nó không tụ lại. Và em đã quyết định em mở luôn ra. Mở luôn ra thì em xịt rất là nhiều khói, và lúc đó là bây giờ đàn ong nó đã tụ tụ vô nón lại rồi. Đàn ông cũ và đàn ông mới nó đang tụ dưới nón rồi, nhưng mà cũng không có thấy trường hợp đánh nhau hết cả nhà, cũng may mắn là nó không có đánh nhau. Thì trong nón em có treo con chúa, nhưng mà tổ mới này em nghĩ là chắc ăn là sẽ có chúa, nhưng mà này hiện tại nó đang đã tụ vô nón rất là nhiều rồi, còn bay lãng vảng ở ngoài nhiều lắm. Đang bay vô nón hết cả nhà. Con chúa này là con chúa là cái của cái bầy hồi nãy á, cái bầy trước á, chứ bầy này mình chưa có tìm chúa nữa, thì nó cứ mình để đây thôi, mình treo lên
mình chèo chung như đó, giống như là mình để cho có chuối thì nó tập trung như nhanh hơn. Ông gà mới gom vô nón rồi. Ở đây nguyên một ruộng bắp luôn cả nhà, nguyên một ruộng bắp rộng luôn. Ở đây mà ông ở đây em thành nếu ảnh á, ở gần đây là lấy mật cái phấn hoa của bắp với mật thì cũng được hết cả nhà. Đang tập trung vô nó đó cả nhà.